I'll be the last one left. Chắc con nón màu vàng ha, ngộ. Chào các bạn, hôm nay mình review là cây măng cục. Trong vườn măng cục hôm trước là mình đã chính cái chuyện màu đen luôn. Review là chủng nguyên một vườn ra bông. Đúng đúng. Hiện tại bây giờ đã đậu trái và trái rất là đẹp. Những trái còn non. Mình nhìn vàng vàng. Trái măng cục còn non thì màu vàng. Cuốn màu sậm. Khi chín, chúng chuyển dần sang màu xanh và màu nâu là chín. Thấy đây, trái măng cục quá to luôn. Thấy ở 1000 á, màu vàng. Măng cục trồng cũng nhiều lắm. Cây măng cục này là tầm khoảng 15-16 năm. Vì tuổi thọ măng cục rất là cao. Chúng ta trồng cả tầm 10 năm chúng mới ra hoa, ra trái. Và thời điểm này là thời điểm buổi chiều. Chúng ta có thể nhìn rất rõ những trái cây măng cục. Bên kia là nó bị lép rồi, nó không có nhánh. Dập, đâu có nhánh đâu gà trái. Tới mùa măng cục. Tiếp theo của mình, chúc các bạn thư giãn, vui vẻ, thoải mái. Chào và hẹn gặp lại các bạn.